nhiều trò chơi dành cho các bé. Mình mua mấy cái vé để mình vô mình chơi trò chơi. Đây cái phòng mua vé. Trong hội chợ ngoài khu vui chơi còn có khu ẩm thực, khu buôn bán, một cái sân khấu để ca nhạc. Thấy Đức Trí đang dẫn chương trình ở Đặng. Đức Trí không biết là ở bên Mỹ hay bên Việt Nam qua để dẫn chương trình. Chỗ này bán đèn trung thu, đồ chơi cho các em. Những cơ sở vật chất cũng vô đây để quảng cáo thương hiệu của mình. Ba đêm biểu diễn tại hệ thống của MGM. Hơi ồn ha. Vé máy bay khứ hồi. Hiện nay chúng tôi bắt đầu nhận đi danh lựa chọn ưu tiên. Mời chi tiết tham khảo xin gửi. Nãy giờ đi tới đi lui hết cái này nè, trang điểm. Nãy thấy ảnh có sổ số cho người ta trúng được một cái phiếu để trang điểm. Không thêm người nào khác đúng không? Dạ bác. À bác con nữa. Rồi một lần nữa xin quý vị ủng hộ cho bé à. Một tràng vỗ tay cho bé à. Cảm ơn con rất là nhiều nha. Rồi chào con. Hẹn gặp con trong chương trình chiều tối hôm nay. Bé sẽ quay trở lại à. Và kính thưa quý vị, bây giờ quý vị cũng đến rất là đông rồi. Và Đức Tiến xin chia sẻ luôn là chương trình chúng ta sẽ có rất nhiều các chương trình sổ số rút thăm may mắn trúng thưởng tại tất cả các quầy booth và cũng như các gian hàng về ẩm thực, thức uống, cà phê, đồ ăn rất là ngon đang được mở ra. Và đặc biệt chúng tôi có rất nhiều các cái trò chơi để quý vị có thể đưa con em chúng ta và cũng như chính chúng ta để tham gia những trò chơi vui nhộn. Và đặc biệt như thế này, chỉ trong hôm nay là ngày cuối cùng của Trung Thu rồi. Và bây giờ một người bạn cũng đến chung vui chúng ta. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Đâu Phải Bởi Mùa Thu. Và xin quý vị cùng dành một tràng vỗ tay cho chị Thiên Ngân. Em dù gì lời ru cho đã nuôi, đã nuôi tật nguyện để xèo thời gian. Dù trôi một thời đã mê, một đời sống cô. Em dù gì cho ta khi bao ngày vui không. Cô hát ngất lên bóng tắt nửa trường. Em dù gì lời dù cho ai một người đam mê một đời sống cô. Em dù gì cho ta khi bao ngày vui phai. Tiệm áo dài của chị hả? Tiệm áo dài của chị Minh Phương. Thấy đẹp quay. Quảng cáo giùm luôn. Nằm giữa hai khu du lịch nổi. Cái chỗ này gần cái sân bay. Máy bay nó đáp xuống. Máy bay nhỏ thôi. Đại biển. Máy bay nhỏ, máy bay gia đình đó. Khu nghỉ dưỡng đẳng cấp Nam Hải. Mấy chiếc
mấy chiếc máy bay gì, máy bay dài chỗ ngồi á, à, đi vòng vòng gặp nữa nè, mấy người mẫu của mình không nè, người mẫu chiên lên clip của mình bán sẵn này đó. À, nước gì nó bỏ đèn vô hả? À, đi trong cái ly có bóng đèn này nè. Ờ. À, làm cho mình thích mình mua á. Hai nhóc xếp hàng. Chỗ này cho đồ cái kẹo đường miễn phí. Mấy tiệm ăn thôi đi, giờ là buổi trưa nên hơi nắng, người cũng ít. Quang cảnh của cái khu hội sưng. À, cảm ơn mọi người đã xem.